Và tiếp theo sau đây, xin mời bà con mình nghe tập thứ 7 của tiểu thuyết Gián Điệp Sóng Gió Tam Kiều của tác giả người thứ 8. Tiểu Phi từ sau một bụi rậm đầy hoa tím, thoăn thoắt bước tới. Vương Sinh há miệng định nói xong, Tiểu Phi đã chào trước. Anh đi đâu đấy? Văn Bình nắm chặt bàn tay để khỏi lộ cảm xúc. Da nàng trắng nuốt, đứng cạnh những bông hoa đỏ như lê dơn, lại trắng hẳn lên. Miệng nàng cười tươi như hoa nở, với đôi môi trái tim và hàm răng đều đặn. Nhưng điều làm chàng ngây ngất là nét lả lơi và quyến rũ phảng phất trong nụ cười của nàng. Văn Bình nghiêng đầu chào, nàng sững đi một giây. Sự kinh ngạc của nàng không lọt qua khỏi tài nhận xét tinh tế của Văn Bình. Chàng tự giới thiệu, tôi là đại tá Tùng Liêm. Tiểu Phi nói, hân hạnh được biết đại tá. Nghe nói đại tá mới ở ngoài ấy vào, tên em xấu lắm, đại tá đừng có hỏi làm gì. Vương Sinh xen vào, trời ơi, tên như vậy mà còn kêu xấu nữa ư? Tiểu Phi giọng nũng nịu, bắt đền anh Vương Sinh, tại sao anh lại chỉ trích em trước một người lạ? Vương Sinh hỏi, cặp mắt sáng rực thèm muốn. Ừ, thì đền, nhưng Tiểu Phi muốn đền gì nào? Văn Bình reo lên, ồ, cô có cái tên đẹp quá, Tiểu Phi, nghe như tên giai nhân của thời xưa. Tiểu Phi mỉm cười, đại tá nói êm tai như nhà thơ, tiếc là trong chốn thâm sơn cùng cốc này không ai có thời giờ mà làm thơ. Đại tá thích thơ đường không? Văn Bình nhún vai, à, dân thỉnh thoảng mới ngâm nga. Tiểu Phi cất giọng ngâm thơ sang sảng, khuê trung thiếu phụ bất tri sầu. Văn Bình sững sờ như bị đánh atomi vào đỉnh đầu. Vốn là người hết sức bình tĩnh, sau bao nhiêu năm vào sinh ra tử mà chàng bỗng thấy bụng rủng chân tay. Đời gián điệp dĩ nhiên có nhiều chuyện bất ngờ, song chuyện bất ngờ này lại bất ngờ đến mức không ai có thể dự tính. Tiểu Phi cười chúm chím, đại tá Tùng Liêm không thích bài thơ ấy phải không? Thôi, để em ngâm ngủ ngôn. Nào, thanh sơn hoành bắc quách, bạch thủy nhiễu đông thành, thử địa nhất vi biệt, ca bồng vạn lý chinh. Văn Bình đã nghe bài thơ cổ đầy tình cảm này từ hồi để chổm, trong ngôi nhà trầm lặng giữa khu vườn ngào ngạt hoa thơm, bên dòng sông xanh mát. Đó là bài thơ thuật lại buổi biệt ly giữa những kẻ bành bồng. Nhưng bốn câu thơ đa tình này đã đến với chàng, giữa lúc chàng không ngờ nhất, giọng ngâm của Tiểu Phi thánh thoát bên tai. Thanh sơn hoành bắc quách, bạch thủy nhiễu đông thành. Hai câu đường thi ấy có nghĩa vô cùng đặc biệt đối với chàng. Mỉm cười chàng nói, hey, cô ngâm thơ hay ghê. Giá có ấm trà tàu, ánh trăng thanh và con thuyền nhỏ thì hạnh phúc biết bao. Tiểu Phi cười rộ, đại tá đúng là nhà thơ, đại tá ngâm thơ cho em nghe đi. Không đợi Tiểu Phi dục lần thứ hai, Văn Bình cất giọng sang sảng, tinh nhân dị thừa hoàng hạt khứ, thử địa không dư hoàng hạt lâu. Vương Sinh cắt ngang, mời đại tá về nghỉ. Tiểu Phi giọng trách móc, vậy thì thôi, em đi nhé. Nàng thoăn thoắt khuất sau lùm cây cao, Văn Bình ngó theo, trong dạ bồi hồi. Vương Sinh cười gượng gạo, cô ấy đã lớn mà tính tình vẫn trẻ con thế nào ấy, hãy gặp ai là bắt sướng họa. Thật mất thời giờ, nhiều khi nói chuyện với Tiểu Phi tôi quên bẵng rằng cách bờ khu 100 thước máy bay bỏ bom và đại liên nổ rồn cả ngày. Hai người bước qua một dòng suối lớn, Vương Sinh nói, đây là suối Grey, nước suối rất mát, làm việc cả ngày mệt nhọc nhảy xuống tắm là khỏe lại ngay. Đi bộ một quãng nữa, Văn Bình đến một khoảng đất bằng phẳng có nhiều nhà sàn mới cất. Vương Sinh mời chàng trèo thang tre lên căn nhà đầu dãy ọp ẹp. Nhà sàn gồm hai gian, ngăn vách nứa, trụ cửa sổ lớn nhìn về hướng đông, Vương Sinh chỉ giường tre. Mời đại tá, cần phụ sẽ mang đồ ăn thức uống tới. Thôi, xin chào đại tá. Vương Sinh quay xuống thang, Văn Bình tì tay vào cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài. Trước mặt chàng là cánh rừng bát ngát, sau rừng là núi, bên hậu cũng là rừng. Thở dài, Văn Bình móc túi lấy thuốc lá,
còn điếu thuốc cuối cùng thì diêm lại hết. Chàng nằm dài trên giường tre, bâng khuâng liên tưởng đến hoàng hoa. Hoàng hôn đổ xuống từ từ, hoàng hoa buộc chặt ba lô quần áo định khoác lên vai, thì cửa xịt mở. Một người đàn ông râu ria xòm xòm, chứng tỏ hàng tuần không cạo, bước vào. Thấy nàng sửa soạn hành trang, hắn hỏi, cậu à đi đâu? Hoàng hoa ngẩng đầu ngạc nhiên. Theo lệnh tôi phải về ngay, một đơn vị đang chờ tôi ở gần cánh đồng chung. Cậu xin phép thiếu tướng chưa? Rồi. Người lạ đưa cho Hoàng Hoa coi một tờ giấy đóng dấu son đỏ chóe. Lạ nhỉ, chính thiếu tướng ra lệnh cho tôi mời cô đến văn phòng. Hoàng Hoa giật mình. Nàng giả vờ đặt ba lô xuống để khỏi lộ vẻ bối rối. Nàng linh tính chuyện bất thường sắp xảy ra. Hoạt động nhị trùng đã lâu, Hoàng Hoa đóng trò rất khéo, không để lại chi tiết hớ hên, nhưng biết đâu. Nghĩ đến lúc bị lộ chân tướng, nàng lạnh xương sống. Lăn lộn trong ngày gián điệp, nàng không lạ gì hình phạt thường được dành cho nhân viên hàng hai. Bị bắt, nàng đừng hòng được ăn đạn vào gáy hoặc tim. Trước đó nàng sẽ bị tra tấn dã man. Hoàng Hoa không sợ chết. Hơn một lần nàng sa vào cảnh hiểm nghèo. Song nhờ đặc tài, nhờ may mắn, nàng đều thoát chết. Lần này nàng bỗng yêu đời tha thiết. Nàng không muốn chết, mặc dầu trong tuổi thanh xuân nổi trôi, nàng chỉ mong được chết để khỏi trả nợ đời. Xuất thân trong một gia đình thiếu sự hòa thuận, cha mẹ mỗi người một ngã, nàng bị xô đẩy vào gió bụi. Sau bao nhiêu năm lưu lạc, nàng đã trui luyện được trái tim lì lợm sau vỏ ngoài giàu tình cảm ướt át. Quanh co một hồi lâu, Hoàng Hoa mới đến văn phòng tư lệnh Trần Sâm. Đó là một thạch động nằm khuất trong lòng núi, phía ngoài có những tảng đá lớn thay tường và cửa, bên trong đèn thấp sáng trưng. Thiếu tướng Trần Sâm trạc 45, người gầy, cao, xương lưỡng quyền và xương yết hầu nhọn hoắt, biểu hiện tâm tính gian ác và hiểm độc, chưa kể nước da chì, đôi mắt sết dưới làn lông mày thưa thớt và khuôn mặt choắt như hai ngón tay réo. Cái chậu sành lớn được dùng làm gạt tàn đã ngổn ngang mẫu thuốc còn cháy nghi ngút. Trần Sâm hút thuốc lá liên miên, hết điếu này đến điếu khác, làm đầu ngón tay và hàm răng khắp khảnh vàng ệt. Tuy nhiên, Trần Sâm lại khỏe mạnh khác thường. Phía sau bộ mã ốm yếu này ẩn nấp một sức mạnh ghê gớm. Trần Sâm không rời mắt khỏi tập hồ sơ khi nghe tiếng Hoàng Hoa xô cửa. Hắn không cần để ý vì biết khách là Hoàng Hoa. Từ cửa thạch động vào văn phòng có ba võng gác và một hệ thống canh phòng vô cùng cẩn mật, phải xuất trình giấy phép riêng mới được vào phòng thiếu tướng tư lệnh. Trần Sâm có thói khinh người, Hoàng Hoa chỉ là nhân viên giao liên cấp dưới, nên hắn không tiếp đón nồng hậu là chuyện dĩ nhiên. Như với mọi nhân viên giao liên khác từ Bắc Việt vào theo đoàn công vo chở khí giới quân nhu, lương thực, thuốc men và quân sĩ, thiếu tướng Trần Sâm hỏi bâng quơ, ở ngoài ấy bình yên cả chứ? Hoàng Hoa đáp, thưa, thiếu tướng Vân. Giọng nói ngọt và êm của Hoàng Hoa làm Trần Sâm giật mình, buông bút chì khỏi tay. Hắn ngẩng đầu lên, hắn giật mình lần nữa. Người đàn bà trước mặt hắn đẹp lạ lùng, sống nhiều tháng trong mật khu, ít được gặp đàn bà. Hắn cảm thấy thèm muốn vô tả. Hoàng Hoa có đủ yếu tố mê hoặc đàn ông đa cảm như thiếu tướng Trần Sâm. Thấy Trần Sâm nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng giả vờ e thẹn cúi gằm mặt. Trần Sâm cười ha hả. Đồng chí lên đường ngay chứ. Khi chưa vào gặp Trần Sâm, Hoàng Hoa đinh ninh vai trò nhị trùng bại lộ. Nhưng đến khi đối diện, nàng mới biết là lầm. Dầu sao nàng vẫn lo ngại. Nàng phải từ giả mật khu R nội đêm nay, theo lệnh ông Hoàng, nếu nàng bị Trần Sâm giữ lại, kế hoạch của ông Hoàng sẽ bị trục trặc. Trần Sâm nhún vai nói tiếp, tôi có một vài việc quan trọng muốn giao cho đồng chí. Thưa, em xin nhận lãnh. Tiếng em thánh thót như nhã nhạc trót vào tay Trần Sâm, hắn cười hiếp mắt. Mai 21 đồng chí hãy lên đường. Thưa, chỉ thị của Trung ương. Hà, em lưu lại đây thêm một đêm cũng chẳng chết ai. Em đừng quên lệnh của Trung ương chưa lớn bằng lệnh của tư lệnh Trần Sâm.
trong khu rừng này Trần Sâm muốn là trời muốn, thế nào em đồng ý hay phản đối? Hoàng Hoa lặng thinh, ruột gan sùng sục tức giận, nàng muốn nhảy sổ lại đâm một mũi dao vào cái miệng tán gái trân tráo của hắn. Xong Trần Sâm đã xô ghế đứng dậy, cầm cái chuông nhỏ trung lên leng keng. Vệ sĩ hiện ra ở cửa động, tay lăm lăm khẩu tiểu liên. Trần Sâm hất hàm, đưa đồng chí Hoàng Hoa về nhà riêng tôi đợi lệnh. Có lẽ tên vệ sĩ đã quen dẫn đàn bà đẹp về nhà riêng đợi lệnh, nên chỉ vâng một tiếng dõng dạc rồi ra lệnh cho Hoàng Hoa. Biết cưỡng lại vô ích, nàng triêu riếu đi theo. Vả lại, trong đời không phải lần đầu nàng phải mua vui cho đàn ông, chiều chuộng những kẻ mà nàng không yêu để đạt mục đích là nhiệm vụ thường ngày của giới nữ điệp viên như nàng. Căn nhà tranh của thiếu tướng Trần Sâm được dựng lên bên một dòng suối nên thơ. Trước nhà là khu rừng toàn hoa vàng mà Hoàng Hoa không biết tên. Mùi thơm của hoa ngào ngạt một gốc rừng, một cây đại thụ đã sống ít ra hơn 100 năm, xòe cái tán trọng phủ kín nóc khiến căn nhà mát rượi. Tuy là nhà lá, đồ đạc lại sang trọng, đầu hộp và rượu mạnh chất cứng một tủ gỗ lớn, súng săn và dao kiếm treo đầy vách, trên vách treo bức ảnh chụp người đàn bà bán thân, có cặp mắt buồn rầu và khuôn mặt không lấy gì làm đẹp. Nàng biết người trong ảnh là vợ của thiếu tướng Trần Sâm. Ngồi xuống giường, Hoàng Hoa vớ lấy mấy tờ báo ngoại quốc vứt lỏng chẳng. Nàng không ngăn được sửng sốt khi thấy toàn tạp chí khiêu dâm Tây Phương đăng hình thiếu phụ khỏa thân táo bạo với nhiều màu sắc hấp dẫn. Cuốn nào cũng cáo bẩn và nát nhầu, chứng tỏ đã được dở ra xem nhiều. Hoàng Hoa mỉm cười, nàng sẽ không thoát khỏi tay Trần Sâm. Ngược lại, Trần Sâm cũng đừng hòng thoát khỏi tay nàng. Bên ngoài trời bắt đầu tối, Hoàng Hoa đốt đèn măng xong, nàng định ra suối tắm thì có tiếng chân người và tiếng bàn cãi léo nhéo dưới sân. Chột dạ, nàng nhìn xuống, sông trời nhá nhem nàng không nhận thấy gì hết. Tên cận vệ chạy lên nói, tiệc phản gián mời cô sang, cô có đi không? Hoàng Hoa cắn môi cho khỏi run. Qua bên ấy làm gì, anh biết không? Tôi không biết. Anh trình thiếu tướng tư lệnh chưa? Nếu cô bằng lòng, tôi xin kêu điện thoại. Tên cận vệ cầm điện thoại há miệng toan xin xấu thì có tiếng quát khách dịch. Đứng yên! Tên cận vệ rút súng lục chưa kịp đối phó thì một bàn tay đã giáng xuống kèm theo khẩu lệnh. Không được kháng cự. Khẩu súng rớt xuống sàn, Hoàng Hoa quay lại. Hai người đàn ông lực lưỡng thủ K-54 án ngự cánh cửa xuống vườn. Một tiếng quát nữa nổi lên. Hoàng Hoa, tôi được lệnh bắt cô. Người vừa nói là một thanh niên trên 30, gương mặt khắc khổ, mặc đồ đen. Ngực đính ngôi sao vàng, năm cánh thiêu trên nền dạ đỏ. Nàng hỏi, anh là ai? Hắn đáp, tôi là nhân viên phản gián. Danh từ phản gián như tiếng sét đánh vào màng tang nàng. Nàng biết không lùi được nữa, đằng nào cũng chết, thà chọn cái chết dũng cảm trước họng súng địch. Nàng liếc nhìn tên cận vệ đang ôm bàn tay bị thương, miệng xích xoa. Nhân viên phản gián đến bắt nàng, không thuộc quyền chỉ huy của tướng Trần Sâm. Đó là một đơn vị HI do Bắc Kinh trực tiếp điều khiển. Cửa ra vào duy nhất đã bị chặn bích. Muốn thoát thân, Hoàng Hoa phải đánh gục hai gã đàn ông và sau đó chạy đến văn phòng Trần Sâm, dùng sắc đẹp lôi cuốn hắn về phía nàng. Nếu không, nàng sẽ chết. Nàng giỏi võ, song nàng chưa thể chuyển bại thành thắng vì không có tất sắc trong tay, trong khi đối phương được trang bị đầy đủ khí giới bén nhạy. Nàng bèn tìm cách kéo dài thời giờ. Tôi là thượng khách của tướng Trần Sâm, các ông bắt tôi về tội gì? Một gã cười ngạo mạn. Cô là thượng khách của Trần Sâm, nhưng lại là phạm nhân của chúng tôi. Tội gì lát nữa cô sẽ biết. Tốt hơn cô nên đi ngay, đừng buộc chúng tôi phải dùng sức mạnh. Tên cận vệ của tướng Trần Sâm trích lên. Các đồng chí phải xin phép tướng Trần Sâm mới được vào căn nhà này. Tôi được lệnh bảo vệ cô Hoàng Hoa. Tôi không bằng lòng cho các đồng chí mang cô Hoàng Hoa đi. Nếu chúng tôi bất chấp, tôi phải thi hành nhiệm vụ đến phút cuối cùng. Nghĩa là các đồng chí chỉ có thể đưa cô Hoàng Hoa ra khỏi nơi đây sau khi tôi chết. Ha, đồng chí đừng nói ẩu và có thái độ ngu muội. Đồng chí dư biết chúng tôi là ai. Tên cận vệ lắc đầu. Yêu cầu các đồng chí cho xem chứng minh thư.
Một tên phản gián móc túi lấy giấy, thừa cơ đứng gần tên cận vệ gián một đòn nguy hiểm. Miếng vỏ bất thần này trúng bả vai, nạn nhân ngã khuỵu. Nhưng một phát súng nổ vang, đoàn khói bốc lên mù mịt. Âm thanh do vách đá dội lại nghe rùng rợn. Viên đạn chính ly xuyên qua bắp thịt tay tên cận vệ, nét mặt trúng lại vì đau đớn. Hắn thét lên một tiếng kinh hồn rồi lăn xả vào người tên bắn súng. Cả hai ôm nhau vật lộn trên sàn nhà đẫm máu. Tên cận vệ bị đè nằm dưới, đối phương siết chặt cổ hắn làm da mặt chuyển dần sang màu tím. Hắn ngoẹo đầu nhìn Hoàng Hoa trong cặp mắt bắt đầu lờ đờ, nàng đọc thấy tia mắt cầu khẩn tha thiết. Hoàng Hoa đảo mắt quan sát trận địa, tên phản gián bị thương ở vai đang gượng ngồi dậy. Tên thứ nhì sắp hạ độc thủ để giết gã cận vệ. Diệp Mây độc nhất vô nhị đã tới với Hoàng Hoa, thấy khẩu súng nằm tên hên trên sàn. Nàng vội tóm lấy, dán vào gáy tên phản gián thứ nhì. Bị tấn công bất ngờ, hắn buông tên cận vệ ra và ngã lăn xuống. Tên cận vệ lầm còm đứng lên, nhanh như cắt. Hắn rút dao trong mình ra và không nghĩ ngợi, đâm loạn xạ. Máu tuôn ra như có vòi, bắn xối xạ vào mặt hắn. Tên phản gián trật xương bả vai đứng chưa vững thì gã cận vệ đã phóng dao vào giữa ngực. Nạn nhân kêu ối một tiếng ngắn ngủi trồi bật mình, đụng vách kêu sầm. Tên cận vệ trọn vẹn muốn té xỉu, Hoàng Hoa chạy lại. Đồng chí có sao không? Hắn lắc đầu, bàn tay hắn nắm lấy máy điện thoại liên lạc với văn phòng thiếu tướng Trần Sâm. Ở đầu dây Trần Sâm toát mồ hôi lạnh khi nghe những lời báo cáo đầu tiên. Trần Sâm định hỏi thêm thì điện đàm đã tắt. Trong căn nhà Hoàng Hoa nghe một phát súng nổ tiếp. Tên cận vệ buông điện thoại nhào xuống đất dậy đành đạch rồi nằm cứng đơ như khúc gỗ. Trước khi thở hơi cuối cùng, hắn còn cố nhõm dậy, hướng con mắt lạc thần về phía Hoàng Hoa, miệng lắp bắp. Zzzz, dĩnh biệt. Một gã đàn ông ùa chạy vào, khẩu súng trên tay bốc khói khét lẹt. Hoàng Hoa quỳ xuống bên gã cận vệ, lay người hắn thật mạnh. Đồng chí muốn nói gì nữa, nói đi. Tên cận vệ nắm bàn tay mềm mại của nàng thều thào. 65, chào chị. Hoàng Hoa bàng hoàng như bị đánh vào gáy. Z65 là mật số của nàng. Mật số này chỉ có một người biết, và số người này phải là nhân viên thân tín của ông Hoàng. Tên hầu cận của thiếu tướng Trần Sâm lại là nhân viên bí mật của ông Hoàng. Hắn muốn tiết lộ một điều quan trọng trước khi chết. Điều quan trọng này là điều gì? Giọng gã đàn ông sau lưng nàng vang sang sảng. Hoàng Hoa, cô bị bắt về tội làm tay sai cho địch. Không đáp, nàng đứng dậy. Trong khi ấy, thiếu tướng Trần Sâm hoảng hốt bỏ văn phòng chạy về. Trời đã tối hẳn. Một vì sao cô đơn mọc lên ở chân trời phía đông. Văn Bình lẳng lặng ngồi nghe lửa reo trong lò dầu hỏa. 15 phút trước, một thiếu phụ đứng tuổi bưng lên cái khay lớn, đựng lò và ấm đun nước. Văn Bình bơm dầu châm lửa vào lò, rồi hút thuốc lá bâng khuâng, ngắm ngọn lửa chuyển sang màu xanh và treo một âm thanh vui vui. Khói thuốc thơm quyện hương hoa dại, từ ngoài rừng tạt vào, tạo ra cảm giác say say. Chàng nằm dài trên giường tre gác tay lên trán, bỗng chàng nhổm dậy, dưới nhà vọng lên tiếng ngựa hí. Rồi tiếng chân người trèo thang, Văn Bình nhìn quanh, ước lượng địa thế để đối phó. Căn phòng hơi chật, không thích hợp với cuộc quần thảo võ nghệ. Tuy nhiên chàng vẫn tin có thể làm chủ tình hình. Văn Bình mân mê chơi rượu mạnh chưa khui. Chơi rượu đầy ắp này đã biến thành khí giới lợi hại trong tay người thông thạo quyền thuật như chàng. Chàng ngồi xê ra ngoài mép giường, sẵn sàng đứng dậy và phản công kịp thời. Nét mặt nghiêm trọng của Văn Bình trở nên sượng sùng vì người lạ không phải du kích mặc đồ đen, hoành hoang cầu súng sát nhân, mà là một giai nhân. Phải dùng danh từ giai nhân mới đúng, vì sắc đẹp của nàng ăn đứt sắc đẹp của nhiều bông hoa biết nói quốc tế từng đoạt vương miện trong các cuộc thi hoa hậu. Nàng không cao, song không thấp, khổ người nàng thích hợp với đàn ông Á Đông, không ưa sự đồ sộ và nặng nề. Thoạt ngắm nàng, người ta nghĩ ngay Hoa Quỳnh,
không dám nở xòe trước mặt khách lạ. Nàng có lối nhìn thẹn thò và trúc trắc, khiến Văn Bình bồi hồi trung động, muốn nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo lên miệng ngoạm cắn. Nàng mặc bộ áo tàu màu hoàng yến, may bó eo, mông và ngực. Kẻ may cắt cho nàng phải là quán quân đo lường vì chỗ nào cũng khít khao, không rộng quá, cũng không chật quá. Chắc hẳn áo nàng được may bằng chỉ ni lông, thứ thật bền. Nếu không nàng chỉ ngửa đầu cười hoặc giơ tay vẫy là tuột hết. Sau phút bàng hoàng, Văn Bình cất tiếng. Tôi là đại tá Tùng Liêm, rất hân hạnh được làm quen với... Giai nhân nghiêng đầu thi lễ. Tiểu Doanh. À, cô Tiểu Doanh. Bà thì đúng hơn, song nhà tôi vừa mất. Giờ đây đại tá muốn kêu tôi là cô hay bà cũng được. Văn Bình nói. Cô đẹp quá, thật tôi không ngờ. Tiểu Doanh mơ màng. Đại tá sẽ có dịp gặp nhiều người đẹp khác. Chẳng hạn Tiểu Phi, Tiểu Nương, các chị ấy còn đẹp hơn tôi nhiều. Có, tôi đã hân hạnh gặp Tiểu Phi, song còn Tiểu Nương, tại sao các cô đều dùng họ như vậy? Tiểu Phi, Tiểu Doanh, Tiểu Nương là bí danh, không phải tên thật. Vào mật khu không ai được quyền lưu giữ quá khứ. Bên dưới lại có tiếng ngựa hí, Tiểu Doanh nói nhanh và đổi giọng thân mật. Em đến đây có việc gấp, lẽ ra em trò chuyện lâu với anh, nhưng em đã phải ra đi. Văn Bình sững sờ nhìn nàng, Tiểu Doanh trút túi ra một que diêm màu xanh bị gãy. Nhanh nhẹn Văn Bình lấy que diêm gãy cất kỹ trong người ra, hai mẫu diêm gãy nối lại thành một que nguyên vẹn. Tiểu Doanh mặt tươi hẳn lên, chia phần diêm gãy với mình. Văn Bình nói ngay, xa nhau mới nhớ mối tình trăm năm. Tiểu Doanh sớm sắc nhìn ra ngoài, con ngựa buộc vào thân cây khô dưới vườn hí lên từng hồi gấp gáp. Nàng nhìn thẳng vào mắt Văn Bình, giọng nghiêm nghị. Em thật may mắn vì người hẹn gặp là anh. Sống ở đây đã lâu, em chán ngấy lắm rồi. Em xin hoàn toàn giúp sức anh thành công. Tuy nhiên, như em đã yêu cầu ông Hoàng, em chỉ đòi hỏi một điều, cho em trở về. Dần, tôi xin hứa. Tiểu Doanh chỉ một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau lùm cây đen xì. Anh thấy chứ, đó là nhà riêng của em. Cách đây một hôm, em là gái có chồng, Đoàn Lợi, chồng em, nhân viên cao cấp của R đã bị giết, và hung thủ là Vương Sinh, chỉ huy điệp báo, hiện thời em là người yêu của Vương Sinh. Cô yêu Vương Sinh kể là chuyện lạ. Xin anh đừng trĩu cợt nữa, em đã khổ sở quá nhiều. Lắm lúc em định uống thuốc độc để trủ sạch nợ đời, vì nhiệm vụ nên em còn bấu víu lấy cuộc sống. Thành thật xin lỗi cô. Em xin lỗi anh mới đúng. Em có điều này cần nói, Vương Sinh đã phân ra đầu mối tổ chức của ta ở đây. Đúng lý ra, em vẫn ở trong bí mật để Lê Hành tiếp xúc với anh. Nhưng Lê Hành đã chết. Theo chỉ thị của ông Hoàng, Lê Hành bố trí ám sát Vương Sinh trong rừng. Vì còn Vương Sinh, kế hoạch của ta có thể thành tựu. Vương Sinh là con cáo già điệp báo. Hắn đánh hơi tài lắm, cái gì cũng biết. Không hiểu do sơ suất hay nguyên nhân nào khác, Lê Hành đã thất bại và Vương Sinh khám phá được một số tài liệu cùng những đoạn diêm gãy và các câu thơ lục bát làm mật khẩu liên lạc. Lê Hành là em họ nên em bị du vào hoàn toàn nguy khốn. Em giả vờ kết thân với Vương Sinh là vì thế. Còn à, Đoàn Lợi, em hò hẹn với Vương Sinh trong rừng và ghi nơi hò hẹn trong cuốn nhật ký giấu dưới gối, cúc cho Đoàn Lợi đọc, và Lợi đã mắc mưu em. Lợi mai phục bên suối định giết Vương Sinh, xong Tiểu Doanh thở dài, Văn Bình đỡ lời, Vương Sinh lại thoát chết lần nữa. Vâng, Lê Hành và Đoàn Lợi đều giỏi võ mà vẫn chết dưới tay Vương Sinh. Điều này chứng tỏ Vương Sinh là một đối thủ ghê gớm, dày nhu đạo thì trong rờ không ai địch nổi hắn. Vương Sinh còn thạo quyền thiếu lâm, mai hoa và thái cực đạo, chuyên về tài bắn súng thì cách 20 thước. Hắn có thể chẻ đôi nút chai hoặc bắn tắt ngọn nến đang cháy. Văn Bình băn khoăn không đáp, Tiểu Doanh lại thở dài. Bởi vậy em nghĩ không còn cách nào khác ngoài cách giả vờ yêu hắn. Chỉ còn cách ấy, may ra mới diệt được hắn. Em giả vờ chết đuối dưới suối để quyến rũ hắn. Nhưng bây giờ đã có anh, em hy vọng. Nàng ngước đôi mắt đen lấy nhìn chàng, Tiểu Doanh đẹp như kỳ nữ trong tranh xưa. Gió mát từ ngoài thổi vào làm tung bay làn tóc đen nhánh trên tầng trắng trắng trẻo.
Văn Bình ngây ngất như vừa hít một gram thuốc phiện trắng, chàng cảm thấy yêu Tiểu Doanh lạ lùng. Tập thứ 7 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 8.